Lần đầu tiên chúng tôi xin phép được chào đón toàn thể quý vị đang có mặt tại Cùng Hiểu Nghị Việt Show đang tham dự live show với chủ đề Bởi Vì Yêu ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Đức Thuyên và anh Thư xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt trong sự kiện vô cùng ý nghĩa này và xin chúc cho sự kiện ngày hôm nay của chúng ta thành công tốt đẹp. Và thưa quý vị, là nghệ sĩ đã đứng vững trong nghề hơn 20 năm ca hát, Mr. Đàm vẫn là một cái tên hàng đầu cho những show diễn hoành tráng trong và ngoài nước. Sau khi kết hợp thành công với nam ca sĩ Tuấn Hưng và nam ca sĩ Quang Hà tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua, ngày hôm nay, Mr. Đàm kết hợp với nữ hoàng Bolero Lệ Quyền, nam ca sĩ Vũ Hà, nam thần mất hí Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ với chất giọng đầy nội lực và ngọt ngào Hoài Lâm, và bộ đôi quán quân tuyệt đỉnh sông ca nhí Tấn Bảo và Nhật Duy. Và cùng với đó là rất nhiều những khách mời vô cùng đặc biệt sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay để mang tới cho các khán giả thủ đô một live show vô cùng đẳng cấp. Và thưa quý vị, ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ bằng lòng với những cái đã cũ. Chính vì thế, trong live show lần này, cùng với nữ ca sĩ Lệ Quyên, anh đã tự tay biên tập cho cả chương trình. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà đặc biệt anh mang đến cho khán giả thủ đô với chủ đề live show Bởi Vì Yêu. Thưa quý vị, kết hợp với nữ hoàng Bolero Lệ Quyên, chắc chắn khán giả thủ đô sẽ có được một lần nữa sướng tai và đã mắt với hai giọng ca hàng đầu có lượng fan khủng nhất Việt Nam. Và thưa quý vị, đây cũng là dịp mà nữ ca sĩ Hà Thành thể hiện những ca khúc mang dấu ấn của mình đã được khán giả yêu thích trong suốt thời gian vừa qua. Và Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, đêm nay với những tính âm nhạc sẽ được thể hiện một cách rõ nét nhất với rất nhiều thể loại khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một đêm diễn thật nhiều cảm xúc và chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những gu thưởng thức âm nhạc của quý vị trong một buổi tối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và để có một chương trình đặc biệt cũng như là hoành tráng như đêm nay, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn cũng như là tri ân chân thành nhất tới những đơn vị tổ chức Thăng Long Show và Thiên Hà Spa cùng các ca sĩ, các nghệ sĩ trong chương trình. Chúng tôi đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, những đơn vị đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và xin trân trọng được giới thiệu cũng như kính mời lên sân khấu các đại diện. Xin trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ Kim Cương Thiên Hà Spa. Xin được kính mời nhà tài trợ vàng nhãn hàng Asanjo. Xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ bạc Quỳnh Paris. Và một ekip không thể thiếu trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, thiết kế và chỉ đạo sân khấu Giang Kim Phát. Âm thanh Thanh Hải và ánh sáng Long Lighting. Xin được kính mời đại diện các nhà tài trợ hãy cùng lên sân khấu để chúng tôi xin được tặng một bó hoa tươi thắm, kèm theo đó là một kỷ niệm chương của chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được kính mời đại diện của đơn vị tổ chức Thăng Long Show và xin mời đại diện của nhà đồng tổ chức ngày hôm nay Thiên Hà Spa hãy cùng lên sân khấu để tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ và đặc biệt là một ekip rất chuyên nghiệp thưa quý vị. Vâng, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ạ. Và xin mời quý vị hãy cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay một cách rộn ràng hơn nữa. Một lần nữa chúng tôi xin được kính mời đại diện nhà tài trợ Kim Cương Thiên Hà Spa, nhà tài trợ vàng nhãn hàng Asanjo, nhà tài trợ bạc Quỳnh Paris, thiết kế và chỉ đạo sân khấu Giang Kim Phát, âm thanh Thanh Hải và ánh sáng Long Lighting. Xin được mời đại diện những nhà tài trợ sẽ bước lên sân khấu để nhận hoa cũng như kỷ niệm chương thay mặt cho ban tổ chức gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ. Và sau đây xin được mời đại diện đơn vị tổ chức Thăng Long Show, giám đốc sản xuất chương trình Ruby Ngọc sẽ lên sân khấu để tặng hoa và kỷ niệm chương cho nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay lớn để cảm ơn những nhà tài trợ. Và xin được mời lên sân khấu đại diện đơn vị tổ chức Thăng Long Show, giám đốc sản xuất Ruby Ngọc sẽ lên sân khấu để tặng hoa cũng như kỷ niệm chương cho những nhà tài trợ. Và quả thực nếu thiếu đi sự cổ vũ ủng hộ cũng như là đồng hành của những nhà tài trợ thì chúng tôi không thể có một sân khấu hoành tráng cũng như là một chương trình như chương trình ngày hôm nay để dành tặng cho các khán giả thủ đô. Bởi vậy chúng tôi cũng muốn thể hiện sự biết ơn cũng như tri ân của mình cho những nhà tài trợ ngay ở phần đầu chương trình để thể hiện một cái sự trân trọng nhất.
Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn và chúc các nhà tài trợ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Và thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và cùng hướng mắt về sân khấu để live show với chủ đề Bởi Vì Yêu Xin Được Phép bắt đầu. Và thưa quý vị, như trong lần họp báo, các phóng viên hỏi Hương lần này mang lại cái gì mới lạ. Tại vì Đặng Thanh đã xuất hiện 20 năm rồi và những bài hát cũng đã như thế. Thì Hương làm gì? Nói Hương có cách chơi với khán giả của mình. Xin cảm ơn. Và ngay sau đây, mời quý vị lắng nghe một chùm liên khúc Chuyện Hẹn Hò Biển Tình và Huyền Thoại Một Chiều Mưa. Cảm ơn em. Chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Trời mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhiều lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, anh mới yêu lần đầu, em đã yêu lần sau. Chắc tại ngày hôm kia không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm sai nhân. Chắc tại mưa nơi đường xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh vội về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu, em cứ quên hẹn hoài, anh cứ quên vì sai. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biển giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng răng sáng, em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời nhòa đáy mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng
nơi tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Tiên quốc đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bên đọa đầy, nàng tiên xuống trần gian làm người dương thế, không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần bao chiều mưa bay nhiều, và vì thương trần thế thương kiếm sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai góp mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang đứng bên anh, đang ngắm mưa bay thầm cầu mưa mãi cho tiên đường về. Tiên ơi lỡ mà trời gọi về thì em có về không? Mỉm cười em nói em thích bên anh với chiều mưa thật buồn. Mỉm cười em nói em thích bên anh với chiều mưa thật buồn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Tiếp theo luôn ạ. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá xanh trên con đường về, bỗng nghe lòng dâng bao ước mơ. Mơ ôm em trong tay nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chi em bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Nhớ khi xưa là nhau chung một đường kết trước người sau, chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng lặng như vô tình gái đón chàng sẽ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xa lý thật thơ. Khi đêm sang đong 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 đưa, giờ này nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya nơ, đèn nhà ai tắt sớm? Gom xin tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhớ như là ngơ. Nhớ khi xưa còn tơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sâu. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chắc chắn trong số quý vị ở đây có rất ít người biết vì sao ca khúc Đêm Lang Thang nó lại ra đời.
Cái ngày đó, một người nhạc công, chính là tác giả của bài hát này, đã thầm yêu bà chủ phòng trà ở tại Sài Gòn. Và bà ấy cũng đáp lại tình yêu của ông vài ngày. Nhưng sau đó bà cần một cái quyền lực bảo vệ bà nhiều hơn là những bài hát nghèo nàn rách nát kia. Thế rồi ông quá si tình, si đến tình đến mức mà bà hoảng sợ và bà phải đuổi việc ông ngay lập tức luôn, không cho đánh đàn hàng đêm nữa, và cấm tiệc đặt một bước chân lên trên cái bậc thang đầu tiên để dẫn lên trên cái lầu 1 phòng trà ở Sài Gòn lúc đó. Và ông cứ lang thang ngoài đường, ông cứ ngóng chờ người yêu của mình, ông quá say mê, quá yêu bà này. Và phải quý vị biết, hồi xưa trước 75 là Sài Gòn có những cái giờ giới nghiêm là không ai ra đường hết, là sẽ bị bắt giữ lại. Thế là ông phải lang thang vào những con phố, những cái ngõ nhỏ nó ăn thông với nhau để ông trốn, ông chờ đứng từ xa. Ông nhìn người yêu ông bước xuống sau khi một đêm biểu diễn đã hết, thì bà chủ đi về là về cuối cùng, thì ông đứng ông chỉ nhìn vậy thôi. Đó, và ông đã về, ông viết lên ca khúc Đêm Lang Thang. Và bây giờ mời quý vị lắng nghe ca khúc Đêm Lang Thang. Nơi đâu người yêu ơi, em chắc đang vui nào, em hay anh rất đơn côi, gom hết kỷ niệm, gom góp tình chia phôi, vẫn lang thang như kẻ không nhà, mới xa em nghe buồn nghĩa trang. Người yêu ơi, em đã sang ngang, tình yêu ơi xin vẫn khăng an, anh mất em đời như cánh diều bằng xa. Em ơi, thà rằng ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời yêu mãi anh thôi, thì ngày nay anh đâu muộn phiền, phóng ba ngập lòng trông theo buổi hồng em bước phú quý. Bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu, từ Duy Tân khu phố công viên, về Gia Long bay lá me nghiêng, không bước chân nàng anh buốt lạnh con tim. Mấy ai biết được có mình tôi buồn, giấu trong tiếng cười ngân lệ thoáng qua, để rồi ngừng cung đàn cuối, khách về khách ăn tình đó, tôi về tôi bước đêm dài, sống qua mấy vạn mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Tắt nến cho môi còn mơ, mau chút cho đêm mắt chờ, tuổi đời hoang vỡ chẳng thứ, tình mình còn lắm phóng sương, tình nào không với niềm nhớ. Tình yêu mới vừa hôm qua, mà nay mắt trong mắt cay, lệ nhòa trôi muôn tình yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu gầy xanh xao quá, đánh mất hương yêu, em khóc cho em đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Thôi anh về, thôi anh về.
mà anh còn suy tư. Xa nhau rồi, xa nhau rồi, còn đâu nữa, còn đâu mất mọi người xưa. Mấy ai biết được có mình tôi buồn, giấu trong tiếng cười ngấn lệ thoáng qua. Để rồi ngừng cung đàn cuối, khách về khách ân tình đôi, đi vào thương tiếc mà chỉ diếm cơn đau chậm tới. Muôn đời thương tiếc mà, ôi giời ơi, bò to quá, không nhìn thấy mặt em đâu cả. Cảm ơn em tra được nhiều nhé. Thưa quý vị ơi, quý vị thông cảm nhé, fan của Hương nhiều kiểu lắm. Lần trước có cả người rời lên đây tặng vàng, tặng đồ các kiểu, toàn vàng giả. Cho nên là rất cảm ơn em, bó hoa rất là tuyệt vời, đẹp thiệt luôn á. Anh không biết phải ôm em thế nào khi mà ôm giữa bó hoa này. Cảm ơn quý vị đã vui vẻ và đã xí xóa và rộng lượng như vậy. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn em nha. Chút xíu mình sẽ nói chuyện sau nha. Anh cũng không nghĩ là fan của anh không có tóc như vậy. Thường là phải có tóc làm highlight, nhuộm vàng này nọ. Cảm ơn em. Còn ngay sau đây. Ơi. Hai đứa này nó lĩnh lương rồi mà nó quên việc đi ra đây. Quên kịch bản. Thưa quý vị, một tràng pháo thật lớn với những liên khúc vừa rồi của Mr. Đàm. Vâng, quả thực là hai MC bị quên mất bởi vì mải lắng nghe những câu chuyện quá. Lần đầu tiên trong một chương trình mà anh Thư với anh Thuyên mà cứ nghe từ đầu đến cuối, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi lắng nghe những câu chuyện bên lề, những ý nghĩa cũng như là chia sẻ của anh Đàm về nội dung những ca khúc. Thật sự là ngất ngây luôn đấy ạ. Cảm ơn em. Thưa quý vị, trước khi có một phần giao lưu nhỏ đây, Hưng cũng xin lỗi quý vị lúc nãy là cái phần mở màn nó bị vô duyên. Là vì Hưng, cái màn hình á, quý vị có tin được không, tới giờ đó rồi còn khóa chặt kỹ quá, mở không ra đó. Làm sao mà tách đôi màn hình ra để Hưng ra được. Đấy, thế là phải chờ mỗi một hồi Hưng mới ra được. Hưng tức điên luôn, rồi muốn phóng ra ngoài đường, không biết đường nào phóng ra được. Cho nên là mong quý vị thông cảm, xí xóa cái phần đấy nhá. Thông cảm ơn. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, nam ca sĩ Đàm Mạnh Hưng là một ca sĩ rất tài năng. Và anh là một người cha đỡ đầu, là một trong những huấn luyện viên cực kỳ là tâm huyết, đã đào tạo và training được rất nhiều những ca sĩ trẻ nổi tiếng tại Việt Nam. Và một trong những ca sĩ trẻ đó ngày hôm nay sẽ xuất hiện tại live show lần này, thưa quý vị. Vâng, và nói đến đây thì chắc chắn là anh Thư cũng biết được rằng anh Thuyên đang muốn nhắc tới ai rồi ạ. Quý vị có biết đây là nam ca sĩ nào không ạ? Một nam ca sĩ trưởng thành từ chương trình Gương Mặt Thân Quen, một nam ca sĩ đã được đào tạo, Đàm Vĩnh Hưng đào tạo từ những năm 13, 14 tuổi. Và giờ đây là một nam ca sĩ rất thành công. Vâng, quý vị có thể trả lời đây là nam ca sĩ nào không ạ? Ai quý vị? Và một tràng vào tay với Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Long. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Dạ vâng. Đây là cách làm mới của Hương nhé. Mọi khi là giới thiệu Hoài Long sẽ có Hoài Long xuất hiện liền. Nhưng phải dẫn quý vị đi một vòng mới gặp được Hoài Long. Xin mời âm thanh cho ban nhạc đường phố ra giùm. Đây là cách chơi chỉ có Sài Gòn mới có nha. Hương lần này Hương lại mang xe Bolero trở lại lần nữa. Vỗ tay nó cứ lẹt đẹt, nó chả đều là thế nào nhỉ? Xa lắm không? Được chưa? Rồi. Ở đó không nghe được đâu. Ra đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đấy luôn. Để dễ hiểu. Rồi. Number 4. Hello. Mm-hmm.
Tôi quen biết anh xưa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời thì còn ngại tình gian dối. Thì ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tạm từ sợ đường tình chia hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh cuốn qua tim. Ánh đèn thật buồn cô đơn càng xét mướt. Nhớ người thật nhiều đành thầm gọi tên thôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi, ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn, cưới tâm tư về đâu? Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhớ, mưa rơi trong lòng tôi một mãi qua cơn mê. Sát cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, rồi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nắng làn tóc xòa bên thầm ước nhưng nào đâu dám nói. Khẽ tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ai gió mùa vài đêm. Lầu kín trăng về không lối chiều, gác cao ngăn niềm yêu. Thì thôi mơ ước chi nhiều, bên nhau sao tình xa vạn lý. Cách biệt mới sơn khê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu. Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên sen, lâu vắng không người sao khép kín. Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Thưa quý vị, Hoài Lâm. Và ngay sau đây, một người khác sẽ dựa vào Hoài Lâm để hát cùng với Hương bài này, danh ca lẫy lừng.
mấy sơn khê. Ngày đi mắt anh xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu. Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu anh. Về đâu làn tóc xòa bên rèm, lâu vắng không người sóng khép kín. Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi. Lào vắng không người sóng khép kín, nhớ anh tôi gọi tên chỉ nghe. Chỉ nghe tiếng lá rơi thề. Quá vinh dự được song ca cùng với nữ dân ca Hoàng Oanh. Vâng. Ở trong đó Hoàng Oanh có cả Phương Dung nữa. Quá xuất sắc. Cảm ơn con. À, thưa quý vị, Hưng nhìn thấy ánh mắt hài lòng và những tràng pháo tay thú vị của quý vị khi mà nghe Hoài Lâm hát từng phần từng câu một. Hưng sung sướng và hãnh diện lắm lắm luôn. À, chắc là không làm mất thời gian nhiều. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe Hoài Lâm là một người có rất là nhiều những tài năng đặc biệt vô cùng. Với một chiếc điện thoại cùi bắp thôi, Lâm có thể quay một cái clip rồi tự cắt nối, tự rap lại thành một cái MV riêng cho mình rất đặc biệt. Hưng không tin tưởng nổi luôn. Ngay cả lúc mười mấy tuổi đã tự biết bỏ cái điện thoại vào trong cái loa, cái ly nghe cho nó lớn hơn, tại vì nó không có cái loa phát to ra. Rồi tự mày mò thu âm, tự làm các kiểu, không có ai dạy, không ai chỉ cả, tự làm hết. Đối với Hưng đây là một nhân vật không bình thường, thiên tài chứ không phải là nhân tài. Và cái mức độ giả giọng của cậu ấy gần như hiện nay là giống nhất, không ai giống bằng. Đấy, thì con thử giả một hai giọng cho mọi người nghe. Anh Bằng Kiều hay anh Văn Lê hay là người nào đó, thử một hai người. Dạ. Thử luôn đi anh. Em từ khi em đi rất xa, mà cả cuộc tình hai chúng ta, mình biết lý do em ta chia hai lối về. Cuộc đời anh ra đây chỉ thấy nỗi cô đơn. Một người nữa đấy con. Hỏi cái người này là ghê gớm lắm hơn nè. Người này là người tới giờ phút này gần như là không có ai có thể bắt chước được. Vâng, mà cô Mỹ Linh còn phải vái lại cụ. Đấy. Vâng, thưa bà, mời bà về đây với chúng con. Dạ. Vâng, bà Hà Thị Cầu. Vâng, mời cụ, cụ hát ngay giùm con cái. Con ngồi dưới đây nè. Nghĩa mẹ trinh thành, chú quá quên công cha ngài. Mẹ trinh thành, mẹ mang con 9 tháng ngũ thai. Trinh một chờ út trong lòng mẹ, cha chả ngại tành giờ. Trưng nước ngày thơ như là chú quá quên cùng cha mà ngại. Mẹ trinh con cha cùng mẹ cùng lắm, cùng cha chủ nhiều nào là khi ú con nô bồng bế cách chữa nâng niu. Nào mấy khi con gái
ai. Công lao cha mẹ thì nhọc nhằn, cha mấy cho đêm ngày để con bú con ăn. Đêm nằm quần áo chiêu chăn nó ướt thì đầm đầm cho ướt đi thôi, mẹ chiêu cho đành tâm. Lâm rất là cảm ơn tình cảm của quý vị và cảm ơn sư phụ đã khu men từ hồi đó thì được may mắn được cho Hoài Lâm gửi lời cảm ơn đến bố Hoài Linh đã cho Lâm được cái cơ hội được đến gần với khán giả hơn, được hát những bài dân ca. Và sau đó thì gặp sư phụ cho hát những bài nhạc tình già hơn xíu. Và bây giờ thì Hoài Lâm rất là may mắn khi mà được đứng trên sân khấu này và được giới thiệu là đệ tử của Đàm Vĩnh Hưng và được quý vị vỗ tay như thế này. Và điều đó thôi, Hoài Lâm không mong gì hết. Và cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho mọi quý vị rất là nhiều. Và bài hát con xin gửi đến quý vị, bài hát được mang tên Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát.
nhớ thương từ ngày đi viễn phương. Ngày xưa đường mưa ướt nê tre, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người san ngang cuộc đời, một người đêm tay vui, chia ly khó gì vui. Trời mưa nghe xa buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bóng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt nữ tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc mướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. Bóng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ tình của tôi xa cách từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang thành khói xưa như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ nuôi nấng một đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào. Một bài hát khi Khôi còn được hát những bài như là Chuyến tàu hoàng hôn, Sầu lẻ bóng, mỗi lần sư phụ vô thay đồ là Hoài Lâm đều đi ra và hát những bài đó gửi đến quý vị. Nhưng mà có một bài hát mà Hoài Lâm muốn thử sức mình trong hai đêm diễn vừa rồi, và hôm nay Hoài Lâm muốn gửi đến quý vị một bài hát được mang tên Ngày vui qua mau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này qua điều tra. Thank you.
dành cho em đam mê đắm say kiếp kia. Em ơi, tìm đâu xa nữa em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rối gian từng giờ, yêu đương thoáng như là mây bay qua. Tìm vào trong vòng tay nhau, mơ chi núi xa ngút gió. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Một mùa xuân thật an vui, yêu đương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào tim. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời, quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao. Cao cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vui em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Yeah. Đừng nhìn xa với em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hey! Và ngay sau đây là bản remix dành cho ca khúc Yêu Tận Cùng Và Đau Tận Cùng. Hey! Hey! Một ngày em đến và cho anh cả thế giới ấm áp, bình yên và hy vọng. Sau lưng anh, em ôm anh em không nói, lặng im những giây phút ngọt ngào. Thế giới trong tay và em đang ở nơi đây, hạnh phúc trái tim ta yêu thật thà.
anh muốn ôm em và xin ôm mãi em thôi, để yêu em yêu mãi đến tận cùng. Nào ngờ giờ em quay lưng ngược chiều anh và bước, chẳng cần bận tâm anh nơi đây sống thế nào. Một người luôn giấu nước mắt vào tim, còn phải cố nén những nỗi đau, ngậm ngùi nhìn em rời bước. Anh không muốn phải yêu em cho sức nghi ngờ, anh không chắc trái tim em đã hết yêu anh. Anh không tiếc xin đôi mình, anh chỉ tiếc thương chân tình, tim anh là đớn đau đến tận cùng. Một ngày em đến mang cho anh cả thế giới ấm áp, bình yên và hy vọng. Nhẹ nhàng sau lưng anh, em mong anh em không nói, làm im những giây phút ngọt ngào. Hơi sức trong tay và em đang ở nơi đây, hạnh phúc trái tim ta yêu thật thà. Anh muốn ôm em và xin ôm mãi em thôi, để yêu em yêu mãi đến tận cùng. Không nào ngờ giờ em quay lưng chiều anh và bước, chẳng cần bận tâm anh nơi đây sống thế nào. Một người luôn giấu nước mắt vào tim, còn phải cố nén những nỗi đau, ngậm ngùi nhìn em rời bước. Anh không muốn phải yêu em cho sự nghi ngờ, anh không trách trái tim em đã hết yêu anh. Tim anh là đớn đau. Nào ngờ giờ em quay lưng ngược chiều anh và bước, chẳng cần bận tâm anh nơi đây sống thế nào. Một người luôn giấu nước mắt vào tim, còn phải cố nén những nỗi đau, ngậm ngùi nhìn em rời bước. Anh không muốn phải yêu em cho sự nghi ngờ, anh không trách trái tim em đã hết. Tim anh là đớn đau đến tận cùng. Hey 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 hey. Thank you. Cảm ơn Vũ đã bước nhảy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, lúc nãy Hưng đứng ở bên trong cánh gà, Hưng nghe hai bạn MC nói với nhau hỏi tuổi Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị đừng có nói cho ai biết nha. Hưng gần 50 thôi. 47 là chính xác. Ôi giời ơi, dạo này là em bớt rồi đấy. Thật ra là nếu như không vất vả, không đau khổ thì nó còn trẻ hơn nữa. Vẫn ngon à? Không ngon làm sao dám mặc cái này được. Anh ngồi nghiêng nghiêng có thấy không nhỉ? Thưa quý vị, gần 20 năm rồi Hưng mới mặc lại cái kiểu này. Hồi xưa Hưng điên lắm. Những cái gì mà chưa Việt Nam chưa dám chơi là Hưng chơi trước hết trơn. Và người ta hay gọi Hưng là quái dị hay các kiểu. Bây giờ thì người ta không gọi quái dị, người ta gọi là fashionita. Đấy. Mặc đồ gớm thì gớm, gọi fashionita. Đấy. Còn hồi xưa là mình bị ghép tội này tội kia các kiểu hết trơn. Ngay sau đây thì bài gì nhỉ? Chờ hơn một chút. Cái gì? Diễm xưa. Chờ một tí con kia nó tới hát liền. Vâng. Cách đây nhiều năm khi Hưng còn đi hát lót hàng đêm ở tại các phòng trà, các sân khấu quán bar, thì đêm nào cũng phải hát những bài hát hit và hot của nghệ sĩ nổi tiếng lúc đó,
thì trước tiên phải làm cái điều đó cho khán giả vỗ tay trước đã, rồi họ mới nghe cái giọng mình sau, chứ không phải là cứ nghĩ mình như thế này thế kia, hát nhạc riêng của mình rất khó để có khách. Đấy, giống như chào hàng mà phải hơi rè rè tí lúc đầu tí cho có khách. Thì có phải không phải đêm nào cũng được hát cái giờ đầu đó để mình chọn những bài hát hit. Thế là Hương nghĩ rằng là chết rồi, mình phải kiếm cái gì chơi cho không đụng bọn này mới được. Bây giờ đứa nào nó cũng hát bài này hết trơn, cái bài Một Thời Đã Xa rồi Mưa Phi Trường, nhai hết. Tới khi mình không còn bài gì để hát cả. Thế là Hương phải tự nghĩ ra một cái đồ chơi gì cho riêng mình. Và cho một lần được anh Hoài Linh đỡ đầu và Hương phải thực hiện một cái album của mình. Thì anh Linh nói mày muốn làm gì làm, được quyền thoải mái. Thế là Hương chọn những bài mà Hương thích nhất thôi. Lúc đó đang thần tượng như Thanh Lam, chỉ làm hát cái gì Hương chơi hết nguyên cái album. Tới lúc mà Hương đi tập tạ, nghe ghê nhỉ, tập tạ, thì Hương nghe một trong người ta mở nhạc lên có một cái bài hát rất là hay. Thế là Hương đem về Hương mượn và Hương nhờ một người bạn khác dịch lại ra tiếng Việt. Thế là Hương tự chuyển thành cái ca khúc đó để mình hát. Và lúc đó thì không có ai hát mẫu hết, chị Thanh Lam không có hát bài đó. Hương phải hát kiểu gì bây giờ? Và cuối cùng Hương phải hát bằng cảm nhận của riêng mình với bài hát đó và tất cả những gì thuộc về Đàm Vĩnh Hưng với bài hát đó. Thì cuối cùng rất là không may cho một số những ca sĩ trẻ lúc đấy, cháu nó bỗng dưng nổi tiếng bằng ca khúc này. Vâng, ngày hôm nay Hưng không bao giờ quên được cảnh ngày Hưng đi quay ở Nha Trang. Lúc đó Hưng chả biết gì cả, đi xe lửa ra ngoài đó quay. Chứ bây giờ là đi máy bay thì nhiều, đi xe lửa ra quay. Anh Hải Linh còn nhớ còn cho 3 triệu để đi đường. Đấy, quay xong về còn dư 1 triệu mấy trả lại ấy. Anh cười quá trời, mày điên à, mày cất luôn đi. Đấy, nói sướng mới chết, hát có 50 ngàn một đêm. Đó, bây giờ có 1 triệu mấy trong tay, ôi dồi ôi, nó như là 20 mấy suất, sướng bỏ mẹ. Hay là không, đó là những cái kỷ niệm không bao giờ quên với ca khúc này. Lúc đầu nó có tựa đề khác, tựa đề là ngày đó rồi sẽ đến. Hưng chả biết ngày gì, Hưng chỉ dự đoán là mình sẽ có một cái sự thay đổi, cái khác biệt lắm. Cuối cùng là qua bên kia người ta nghe xong, thì những nhà sản xuất bên Mỹ họ đổi lại cái tựa đề. Ở trong đó có cái câu là tình ơi xin ngủ yên. Và hôm nay mời quý vị lắng nghe bài hát này. Bây giờ thì hát khác hơn hồi xưa. Nếu biết trước em không hề hối tiếc, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Hôm qua ở Thanh Hóa, Hương hát đến đây người ta vỗ tay to lắm luôn ấy. Có những lúc nghe nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người, con tim yêu đương người xa đi thật sao. Em đâu hay tim anh chỉ có em, anh ngu ngơ ôm lấy giấc mơ. Em xa đi mang theo bao khát khao, còn gì cho nhau. Mãi rời xa tình còn nghe xót xa, mãi rời xa đường mình ta với ta. Mãi rời xa đời bình yên vắng em, anh sẽ hoài cô đơn ơi em. Không đi con tim dài cửa, tình yêu sẽ qua. Thôi tình ơi xin ngủ yên giấc mơ.
còn gì cho nhau. Mãi xa xa tình còn nghe sóng xa. Mãi xa xa được mình ta với ta. Mãi xa xa đời mình yên vắng nghe. Anh sẽ hoài cô đơn hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hương vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy rất là nhiều những khán giả, những người fan đời đầu của mình bây giờ đã trở nên giàu có hết rồi, đang ngồi nơi đây nghe và hát theo. Ô, Hương sung sướng kinh khủng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đó quý vị mở nhạc của Hương hàng đêm, hàng ngày, và con của quý vị nó cũng bị nhiễm đó. Bây giờ chúng nó sẽ nuôi Hương đến 10 năm nữa. Cảm ơn sự ép buộc của quý vị dành cho các con. Thưa quý vị, ở thời điểm đó, Hưng đang rất là nổi, 2001, được báo chí chọn là hiện tượng của năm, được tung hê, các quán cà phê khắp nơi đều mở nhạc của Hưng hết. Thế mà chả có giải thưởng nào, ghét lắm. Năm nào cũng đi ngang cái bảng danh sách ca sĩ làng sóng xanh ấy, rồi cứ lườm nguyết mãi. Vì sao chả chúng thấy nó, chúng nó chẳng trao giải cho mình nhỉ? Đấy, sau này mới phát hiện ra rằng là cái giải đó phải là ca khúc của Việt Nam, nhạc sĩ Việt Nam sáng tác 100% thì mới được công chúng đón nhận. Còn Hưng thì nổi bằng Say Tình nhạc Ý này, Tình Ơi Sứ Nguyễn Yên nhạc Nhật, Bình Minh Mà Sao Em Đi thì nhạc Thụy Điển. Đó, nổi bằng cái kiểu Lãng Mất Mùa Xuân thì nhạc Pháp, nổi bằng nhạc ngoại là Việt không à. Cho nên là chúng tôi không trao giải cho bạn. Đấy, thế là bạn về bạn căm lắm. Và bạn quyết định phải lấy cho được. Và 2002, Hưng chính thức được đi thẳng vào trong bảng xếp hạng Top 10. Cho tới giờ phút này, lịch sử của làng sóng xanh vẫn chưa có một ai như Hưng. Tất cả là phải đi qua cửa triển vọng hết, rồi mới vào tới 1-2 năm sau, nếu mình tỏa sáng thì mình sẽ được vào bảng top 10. Còn Hưng là đi thẳng vào phong bảng xếp hạng luôn. Và ca khúc này là của nhạc sĩ Nhật Trung đã viết tặng riêng cho La Sương Sương, người vợ đã chết của mình. Bởi vì mỗi lần anh đi đón cô ấy đi thu âm và ngồi ngay góc ngoài đường để chờ tới khi cô ấy mất đi, và anh đã quay trở lại những nơi đó vẫn nhìn thấy những hình ảnh xa xưa. Và thời điểm đó Hưng có nghe rằng là có một ca sĩ ngôi sao sắp sửa cũng tung bài này ra. Đó là Hưng chơi trước liền, tung ra các kiểu. Sau một tháng sau, Hưng làm bản remix bọc ở phía sau liền, thế là nó ở giữa chết. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Góc Phố Rêu Xanh. Thu qua đồng tới cho lòng nỗi hiểu của anh. Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vắng. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đơn côi trên đường vắng xưa. Trong tim bao nhớ mong với đời, bước cứ bước không hề nghĩ suy. Phồn vang xưa nay đã rêu xanh màu, chỉ còn lại mình anh vắng tình. Với bóng em khuất nơi trời xa, chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai. Rớt rơi những giọt sầu. Quý vị ơi, chúng tôi đã thu tiền vỗ tay hết rồi. Không vỗ không trả lại đâu. Lên nào.
đường vắng xưa. Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy, bước cứ bước không hề nghĩ suy. Phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu, chỉ còn lại mình anh vắng tênh với bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai, rớt rơi những giọt sầu. Vung hoa đồng tới cho lòng nỗi yêu quạnh, cô đơn chiếc lá vô phải trong chiều hoa vắng. Lạc thang trên phố đi tìm dấu chân người, nơi đây chỉ thấy bóng nghe. Xa dần mãi xa. Hey! Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nhạc trưởng sẽ giáng thứ nha. Ca khúc sau đây Hương tin chắc chắn là quý vị đều phải thuộc và hát theo được hết. Cách đây 18 năm Hương đi hát lót hàng đêm như vậy đó, người ta yêu cầu nhiều lắm mà không hát, vì nó nổi tiếng lắm mà ai cũng hát chạy theo hết, ca sĩ nào cũng hát và ai cũng ra, sau đó album ào ào. Tại vì Hương cái tính của Hương nó hơi khác người bình thường một chút, khác người cái gì mà đông người chơi quá là không có tên Hương. Hương không thích giống như mọi người, thế là Hương không hát bài đó. Cho tới một ngày Hương nhận ra thầy có mình, là nó đã nằm im rất lâu rồi, thế là Hưng phải hát. Cộng một lý do nữa là Hưng thấy những đứa hát bài này hát dở ẹt, thế là Hưng quyết định hát cho chúng nó biết. Tí nữa ra kia đánh chết rồi. Anh còn nợ em chim về núi nhẹ, trời mưa mưa đêm, trời mưa mưa đêm, anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói qua sen. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều đêm. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông êm hát chung với nha. Nắng trói qua sen, anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. May quý vị vỗ tay to, đấy là để chứng minh cho lời em nói nó hơi chính xác. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Chứ không thôi là hồi đó lộ quá. Thưa quý vị, và cũng xin được phép cá nhân một chút xíu, muốn gửi lại cảm ơn Thiên Hà đã hỗ trợ anh trong cái MV vừa rồi.
rất là nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn cả Mr. Khanh của 360 Thaicom nữa để làm một MV ra như vậy. Quý vị xem có 5 phút là hết thôi, Hương phải sử dụng tới 5 tháng trời để lên ý tưởng, xin tài trợ, rồi quay, rồi hòa âm, thu đi thu lại các kiểu hết trơn á, mới có được một sản phẩm 5 phút như vậy. Và nó đang chiếm được cảm tình khán giả khắp nơi. Có những cái comment ở trên mạng, những người trẻ đấy, họ nói rằng là không sao đâu em ơi, em áo đen, hoa là của anh. Cảm ơn này. Wow, cảm ơn anh nhỉ. Cảm ơn. Đấy. Thật ra bước ra sân khấu nhìn thấy một số những cái hoa đặt ở góc này góc kia, biết là hàng của mình rồi đấy. Nhưng mà cứ từ từ để xem cái nào nó đến. Thưa quý vị, chia sẻ gửi chút xíu để quý vị có thể về nhà tiếp tục nghe, hoặc là kêu gọi, hoặc là truyền lệnh cho nhân viên con cháu của mình phải nghe cái bài này, cho bài nó lên top one đó. Lâu lắm rồi, cháu nó nổi lâu rồi, hôm nay mới nổi lại. Đấy, mong mọi người hỗ trợ nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. À, ngay sau đây là ngay câu hát đầu tiên là Hương có thể lấy được cái nửa cái vé của quý vị liền. Bảo đảm luôn. Thử nha. Yeah. Anh ơi, cho phép em để cái hoa ở đây nhá. Em nói hình như mấy cái giọng nó hơi thanh hóa một tí, phải không? Đấy, tí này em sẽ lấy vô. Rồi. Em lại nhầm. Đấy. Lớn tuổi rồi trí nhớ hay đi chơi lắm. Một bài hát mà ít khi nào hơn hát ở tại Hà Nội, đặc biệt sân khấu lớn cái này, cách đây làm tính toán mệt quá, nhớ là năm 1972, cái bộ phim đã làm lay động trái tim của toàn châu Á và thế giới. Ở thời điểm đó có một đôi tiên đồng ngọc nữ đã làm tan chảy trái tim của rất nhiều thế hệ ở thời điểm đó, và bộ phim đã làm dậy sóng cả châu Á. Cái nhạc trong bài, nhạc chính trong bộ phim này nó cũng vô tình nổi tiếng theo, mặc dù nó không phải là nói lên toàn bộ câu chuyện của bộ phim đó. Bài hát sau đây mới là bài hát diễn tả toàn bộ câu chuyện của câu chuyện đầy nước mắt của đôi uyên ương đó. Vâng, một quý vị chìm đắm thả hồn về những tháng ngày xa xưa với bộ phim Mùa Thu Lá Bay. Và lần này Hương sẽ hát cho quý vị nghe ca khúc Hàng Ni, tức là Mùa Thu Lá Bay 2, chứ không phải là bài kia. Mời quý vị cùng thưởng thức nha. Nhìn thấy sáng em siêu sàng, tình hỡi chốt đâu vội sang. Bàn tay êm ái em nhẹ nhàng đàn, tình yêu lấp sâu hồn anh, nghe như mộng tình vỡ tan. Nhìn em say đắm bên cùng dương cầm, người hỡi nhớ thương âm thầm, nghiệp kiếp đến bao giờ tan. Làn mây bay lướt trên khung trời hoang, dường như dáng em nhẹ xa, tin yêu trọn đời vẫn mang. Tin đưa về em chết như quay cuồng trong trí, đưa anh vào niềm xót thương vô bờ. Anh đi tìm em mãi, nhưng anh nào đâu thấy, trong đô thị đài bắn bóng một Hàn Ni. Hàn Ni, em biết cho anh bây giờ, cùng với anh chẳng mơ màng, trời đất đã lên màu tang.
tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau. Mùa thu lá bay về đâu, đi ơi trọn đời nhớ được về em chết như quay cuồng trong trí, đưa anh vào niềm xót thương vô bờ. Anh đi tìm em mãi nhưng anh nào đâu thấy, trong đô thị đài bắc bóng một Hàn Ni. Hàn Ni em biết cho anh bây giờ cùng với anh chẳng mơ màng, trời đất đã lên màu tang. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau, mùa thu lá bay về đâu, Ni ơi trọn đời nhớ nhau. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau, mùa thu lá bay về đâu, Ni ơi trọn đời nhớ. Thưa quý vị, chắc chắn là nhiều thế hệ ở đây biết rõ đôi uyên ương đó chính là Trấn Chân và Đặng Quang Vinh. Đáng lẽ có một cái đoạn phim về mùa thu lá bay ngày xưa được chiếu lên, nhưng mà vì trục trặc kỹ thuật một tí xíu, chúng tôi đã làm giảm đi cái cảm xúc của quý vị một chút xíu. Rất là mong quý vị thông cảm vì Hương đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế mà máy móc nó có chuyện một chút xíu. Và ngay sau đây, mời quý vị lắng nghe một liên khúc rất hay với tên gọi Đợi Em Trong Mơ và Lạc Mất Mùa Xuân. Lặng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối, bao năm hạnh phúc bên nhau bây giờ tan như khói sương. Này người tình ơi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng bao xót xa. Có vui không bên tình nhân êm ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, quay lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ. Xin kính chào quý vị.
Dù em đến đêm cho đời anh thôi hoang mang, tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bến anh với trong thuyền xa khơi. Nhưng tháng năm đến là theo mùa thu chết, những thu chết xuân về cho cây xanh lá, cơ riêng mình anh làm mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng bên sông anh trong đầu non trắng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi chờ em đến kiếp nào, xin cho ngày sau mình mãi bên. Lạc mất mùa xuân, đêm đêm nằm nghe hồn vâng khuâng bên sông anh trong đầu non trắng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi chờ em đến kiếp nào, xin cho ngày sau mình mãi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Dương Triệu Vũ và Hưng, và tiếp tục vào trong thay đổi.